Chào mừng tất cả quý khách hàng đến với shop Khánh Ngọc Hàng Thùng. Em kính chúc mọi người ngày mới thật là nhiều niềm vui. Hôm nay thì em sẽ lên mã áo vest toàn bộ là hiệu của Nhật để gửi tới các chú ạ. Nghe áo vest này thì rất là phù hợp với chú mình mặc thời tiết mùa thu đông ạ. Các chú mình mặc đi làm môi trường công sở hoặc đi dự tiệc đám cưới thì rất là sang và lịch sự các chú ạ. Tất cả đơn hàng hôm nay thì em bán đồng giá là 300k. Tuy nhiên có mấy mã áo vest to dạ hai lớp dày dặn thì em sẽ bán là 500k. Mọi người theo dõi video có yêu thích sản phẩm nào thì liên hệ cho bên em vào số hotline trên màn hình để em được tư vấn và gửi đơn ạ. Các sản phẩm này cũng đều được em tuyển chọn rất là kỹ lưỡng các chú nhé. Độ mới cực kỳ cao ạ. Người nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Còn trong trường hợp mọi người nhận hàng vì một lý do nào đó không ưng ý thì có thể hoàn lại em và vui lòng thanh toán phí ship quay đầu giúp em là 30.000 các chú ạ. Em xin phép đi vào giới thiệu từng sản phẩm của ngày hôm nay. Em lên mã đầu tiên là mã A60, vai 38, bụng 46 và dài 67. Vai 38, bụng 46 và dài 67 các chú nhé. Một em áo vest màu đỏ mận các chú ạ. Một em áo vest màu đỏ cực kỳ sang và lịch sự đấy ạ. Chất của em này sẽ là chất dạ nhé. Chất dạ khá là dày dặn các chú ơi. Em này thì lớp lót bên trong thì nó sẽ thiết kế một nửa lưng thôi ạ. Lớp lót lụa bên trong sẽ thiết kế nửa lưng nhé. Tuy nhiên nó là chất dạ ấy. Nó rất là dày dặn các chú mình mặc mùa thu mùa đông đều rất là ấm áp nhé. Thiết kế một túi ngực bên trên này, hai túi bên dưới. Phần túi sẽ có nắp túi này. Các chú mình mặc có thể để nắp túi bên ngoài hoặc là để nắp bên trong này cũng rất là ok các chú nhá. Thiết kế một hai cúc cài đấy ạ, một cúc bên trên này, còn cúc cài bên dưới thì nó sẽ ẩn ở bên trong các chú nhá. Đó. Ở bên phía trong ấy thì cũng sẽ có hai túi ngực ạ, hai túi ngực bên trong các chú ơi. Chất thì khá là dày dặn rồi. Thân sau của nó thì sẽ có xẻ tà ở phần giữa lưng đấy ạ. Phần cánh tay thì cũng sẽ thiết kế ba cúc trang trí như này các chú nhá. Chất dạ rất là mịn màng và dày dặn. Cái chú mình mặc mùa đông cũng cực kỳ ấm áp luôn ạ. Tuy nhiên em này thuộc form size nhỏ thôi nhá. Vai 38, bụng 46 và dài 67 ạ. Giá 300.000. Màu đỏ mận thì cực kỳ sang và lịch sự này các chú này. Giá là 300.000 ạ. Và em sẽ bao ship cho mọi người. Em lên mã A61. Vai 45, bụng 53 và dài 74. Vai 45, bụng 53 và dài 74. Một em áo vest màu đen và được phối kẽ sọc. Em này thì cực kỳ sang và lịch sự luôn các chú này. Đó. Form dáng rất là chuẩn chỉnh. Em này sẽ thiết kế một túi ngực bên trên. Ở phần dưới này có hai túi hai bên và có một cái túi ở bên trên này nữa các chú. Một túi nhỏ trang trí ở bên trên này nữa. Độ mới cực kỳ cao cho em nhé. Em này bên trong thì sẽ là full lót toàn bộ. Full lót lụa toàn bộ bên trong nhé. Độ mới cực kỳ cao, mọi người có thể quan sát. Đó, nó phối kẽ sọc cực kỳ đẹp nhá. Cái phần cầu vai của nó rất là mềm mại luôn, nó không hề bị cứng nhắc, dày dặn quá độ ạ. Thân sau của em này thì sẽ là xẻ vạt hai bên ạ, xẻ vạt hai bên này các chú này. Màu sắc này thì rất phù hợp với chú mình ở trung tuổi, từ 50 tuổi trở lên ấy. Đó, các chú mình mặc cực kỳ sang luôn. Ở bên trong thì sẽ thiết kế có túi ngực ạ, có hai túi ngực ở bên trong để các chú mình đựng điện thoại, đựng ví tiền cũng rất là ok nhá. Đó, độ mới 97-98% cho em. Giá chỉ có 300.000 thôi ạ. Vai 45, bụng 53 và dài 74. Quá là sang và lịch sự khi mặc em này luôn các chú này. Đó, nó không phải là màu đen mà nó phối kẻ sọc nữa ấy. Rất là trẻ trung luôn ạ. Tiếp theo em lên mã A62. Vai 46, bụng 56 và dài 75. Vai 46, bụng 56 và dài 75 các chú ơi. Một em áo vest màu đen nhá, nó được dệt thêm cái vải nâu nâu nữa ấy chú. Đó. Em này cũng form size khá là to, hiệu Renoma này, Renoma của Paris nhá các chú nhá. Một thương hiệu rất là quen thuộc, em bán cực kỳ nhiều ấy. Lớp lót bên trong thì cũng sẽ thiết kế nửa lưng thôi ạ. Lớp lót lụa nửa lưng thôi các chú nhá. Đây, toàn bộ cái phần lót bên trong nó được khâu tay đấy, khâu chỉ tay. Rất là tỉ mỉ chỉnh chu luôn các chú ơi. Có hai túi ở ngực ở bên trong nhá. Em này độ mới cũng cực kỳ cao. Độ mới cực kỳ cao, form size cũng khá là to đấy ạ. Nó thiết kế hai cúc nhá các chú nhá. Thiết kế hai cúc này. Thân sau thì sẽ là xẻ tà ở giữa. Em này cũng phù hợp với chú mình từ em này phù hợp với chú mình đứng tuổi đấy. Từ 55 60 tuổi trở lên đấy thì các chú mình mặc màu này phù hợp ạ. Rất là lịch sự luôn các chú ơi. Phần cánh tay thì cũng sẽ thiết kế 4 cúc trang trí này. Đó, rất là chỉnh chu và đứng form luôn ạ.
vai 46, bụng 55 và dài 75. Giá chỉ có 300 ngàn. Một em áo vest khá là dày dặn. Đó, phần cầu vai của nó cực kỳ mềm mại này các chú này. Vai 46, bụng 55 và dài 75. Giá 300 ngàn các chú nhá. Em lên mã A63. Vai 44, bụng 51 và dài 71. Vai 44, bụng 51 và dài 71 các chú ơi. Một em áo vest màu đen ạ. Em này thì cũng sẽ thiết kế nót nửa lưng nhé chú nhá. Tuy nhiên nó cũng khá là dày dặn đấy. Các chú mình mặc mùa đông cũng cực kỳ ấm áp. Kiểu dáng thiết kế đơn giản thôi ạ. Có hai cúc nhá, thiết kế hai cúc. Cái phần vạt của nó sẽ là vạt kín như này đấy ạ. Khá là dày dặn, cầm cái áo chắc nịch luôn ạ. Độ mới cực kỳ cao cho em nhé. Đây em zoom cận chất mọi người quan sát. Thân sau của nó, em này thì sẽ không có xẻ vạt ở giữa hay ở hai bên gì đâu ạ các chú ạ. Tuy nhiên form dáng của nó cũng rất là trẻ trung. Form dáng rất là trẻ trung. Vai 44, bụng 51 và dài 71 các chú nhá. Giá 300 ngàn. Độ mới 90-95% cho em. Cái tông màu cơ bản cũng rất là dễ mặc luôn ạ. Giá 300 ngàn ạ. Độ mới 90-95% nhá. Em lên mã A64. Vai 43, bụng 50 và dài 69. Vai 43, bụng 50 và dài 69 ạ. Đó, em áo vest màu đen và được phối kẽ chìm đấy các chú này, kẽ sọc chìm ấy. Đó. Em này thì sẽ thiết kế toàn bộ lót bên trong nhé, full lót lụa bên trong đấy các chú ơi. Chất lót lụa cực kỳ mềm mại luôn ạ. Có thiết kế hai cúc này. Đấy, toàn bộ cái đường viền này, đường viền thì sẽ được khâu tay nhé, khâu chỉ tay đây các chú ạ. Rất là tỉ mỉ luôn, từng đường kim mũi chỉ rất là chuẩn chỉ nhá. Đó. Em này độ mới cũng cực kỳ cao luôn. Form dáng rất là đẹp. Thân sau của nó thì sẽ là xẻ vạt ở giữa đấy ạ. Em này cũng dành cho các chú mình đứng tuổi này. Các chú mình từ 50 tuổi trở lên. Mặc quá là sang và lịch sự luôn ạ. Độ mới cao nhá. Em thấy không khác gì một em áo mới luôn ấy. Full lót lụa bên trong. Bên trong thì cũng sẽ thiết kế rất là nhiều túi ở bên trong này. Thiết kế rất là nhiều túi để các chú mình đựng đồ, đựng điện thoại này. Túi cực kỳ sâu luôn, độ mới cực kỳ cao nhá. Đây, em này thì sẽ là cái kẻ sọc chìm như thế này ạ. Rất là lịch sự, rất là đứng form luôn ạ. Đó, cái cầu vai của nó cũng rất là mềm mại, không hề cứng nhắc gì đâu các chú nhá. Mặc quá là sang và lịch sự này. Các chú mình có thể phối với lại quần vải đồng màu hoặc là khác màu cũng rất là ok nhá. Thậm chí phối với lại quần jean cũng được ấy ạ, cũng rất là phù hợp luôn. Vai 43, bụng 50 và dài 69 ạ. Mã A65, vai 45, bụng 48 và dài 70. Vai 45, bụng 48 và dài 70. Một em áo vest màu tông màu xanh lam nhé. Và được phối kẽ sọc đây các chú ơi. Em này sẽ thiết kế hai cúc này. Phần vạt thì sẽ thiết kế lượn tròn như này các chú ơi. Lót bên trong sẽ thiết kế lót lụa và là lót nửa lưng thôi nhé. Màu sắc quá là đẹp luôn. Quá là đẹp, lịch sự nhé. Độ mới cực kỳ cao cho em, mới 97-98% các chú ạ. Thân sau của nó đây, thân sau thì sẽ thiết kế xẻ vạt ở giữa nhá. Zoom cận chất cho mọi người quan sát này. Rất là xịn sò luôn các chú ơi, màu sắc rồi kiểu dáng cực kỳ đẹp nhá. Cầu vai cũng rất là mềm mại, không hề bị cứng nhắc gì đâu ạ. Form dáng cực kỳ đẹp và chuẩn chỉnh luôn. Mà giá chỉ có 300 ngàn, các chú mình mua những em Tết có hàng Việt Nam sản xuất nó cũng rơi tầm cỡ trên dưới 1 triệu rồi ạ. Còn em hàng hiệu của Nhật này, form dáng chuẩn chỉ, chất liệu cũng cực kỳ đẹp này. Và em bán với giá 300 ngàn thôi, độ mới cũng cực kỳ cao nữa ạ. Em này thì là em này mã A65, vai 45, bụng 48 và dài 70 các chú nhá. Mã A66, vai 47, bụng 51 và dài 75. Vai 47, bụng 51 và dài 75. Một em vest màu đen và cũng sẽ được phối kẽ sọc đấy các chú ơi. Đó, những cái em này thì rất là phù hợp các chú mình trung tuổi ạ. Từ 50 tuổi trở lên. Đó, các chú mình mặc rất là phù hợp, rất là sang và lịch sự. Em này thì sẽ thiết kế hai cúc này các chú này. Và cũng sẽ thiết kế lượn tròn nhá. Đó, lót bên trong sẽ là full lót, lót lụa, full lót lụa bên trong các chú ơi. Form dáng cực kỳ đẹp và chỉnh chu luôn ạ. Độ mới cực kỳ cao cho em nhé.
mới trên 95% ạ, 95-97% ạ. Thân sau của em này thì sẽ vạt hai bên này các chú này. Kiểu dáng nó đơn giản thôi nhá, một em áo vét cực kỳ lịch sự luôn. Vai 47, bụng 51 và dài 75. Giá 300.000. Em lên mã A67, vai 44, bụng 46 và dài 64. Vai 44, bụng 46 và dài 64. Và một em áo vét nhung nhá các chú nhá. Màu đen và được phối kẽ sọc này các chú này. Em này cũng rất là đẹp lịch sự đây ạ. Lót bên trong sẽ là full lót nhá các chú. Full lót lụa bên trong. Đây, có những cái đường khâu tay này. Rất là đều đặn, đẹp cực kỳ luôn các chú ạ. Em này thì bên trong sẽ có một túi lót ở bên trong đấy chú này, form size M nhá. Một em áo vest chất là chất nhung. Chất nhung nhưng mà rất là mềm mại các chú ạ, mặc mùa đông thì cực kỳ ấm áp rồi. Thân sau thì nó sẽ là sẽ vạt ở giữa như này nha các chú nhá. Em này form size M. Form size nhỏ thôi ạ, dành cho các chú mình dưới 60 cân thôi. 50 đến 55 cân. Và cao dưới 1m65 nhá thì mới mặc vừa em này thôi ạ. Vai 44, bụng 46 và dài 64. Giá 300.000. Vai 49, bụng 53 và dài 75. Vai 49, bụng 53 và dài 75. Em này form size to các anh chú ạ. Em này form size to. Một em áo vest màu đen có pha muối tiêu nhá các chú nhá. Nó không phải là màu đen xì không ạ. Em này sẽ là em áo vest một lớp. Phần lớp lót bên trong thì sẽ thiết kế đến nửa lưng thôi ạ. Có thiết kế hai cúc này. Toàn bộ cái đường viền cổ này cũng được thêu tay nhá các chú nhá. Cực kỳ đẹp, chỉnh chu. Bên phía trong của nó thì sẽ có túi phụ này, có túi phụ bên trong để các chú mình đựng đồ, đựng điện thoại. Thân sau của em này thì sẽ không xẻ vạt ạ. Thân sau thì sẽ không xẻ vạt. Nó sẽ là em áo vest một lớp. Thì các chú mình em mặc em này quanh năm cũng ok ạ. Cả cái chú ở trong miền Nam ấy, mặc cái em vest một lớp này thì quanh năm cũng rất là ok nhá. Nó là em áo vest một lớp thôi. Vai 49, bụng 53 và dài 75. Em này form size to đấy. Form size to dành cho chú mình vậy. Để trên 70 cân ấy thì mới mặc vừa nhá. Màu cực kỳ sang và lịch sự luôn các chú ạ. Giá chỉ có 300.000. Em lên mã A69. Vai 46, bụng 52 và dài 77. Vai 46, bụng 52 và dài 77 ạ. Một em vest màu đen và được phối kẻ sọc như này các chú nhá. Em này thì sẽ thiết kế hai cúc cài này. Độ mới cực kỳ cao cho em nhé. Rất là sang và lịch sự luôn. Khi mặc em này các chú này. Lót cũng sẽ là full lót lụa bên trong đấy ạ. Full lót lụa bên trong. Bên trong cũng sẽ thiết kế túi phụ này. Túi có khóa kéo nhá. Có những cái đường lót nó cũng được khâu tay này. Cực kỳ chỉnh chu luôn các chú ơi. Và túi phụ bên trong rất là sâu luôn. Thân sau của nó đây ạ. Thân sau thì sẽ là xẻ vạt hai bên nhá. Độ mới cao. Đây mọi người quan sát cận chất của nó này. Màu sắc kiểu dáng form dáng rất là đẹp chỉnh chu các chú ạ. Cầu vai này cực kỳ mềm mại này, không hề bị cứng nhắc gì đâu ạ. Vai 46, bụng 52 và dài 77 nhá. Giá chỉ có 300.000 một em áo vest hàng hiệu của Nhật xịn sò như thế này đấy các chú ạ. Tiếp theo lên mã A70. Vai 45, bụng 50 và dài 72. Vai 45, bụng 50 và dài 72. Một em áo vest màu ghi nhá. Màu ghi và được và phối kẻ này các chú. Em này thì cũng sẽ thiết kế hai cúc này. Thiết kế hai cúc cài. Cái phần gấu của nó sẽ thiết kế lượn này. Lót thì sẽ thiết kế nửa lưng thôi các chú ạ. Phần lót sẽ là lót lụa này. Có được dập cái logo hiệu. Và thiết kế nửa lưng thôi. Còn em này là em áo vest một lớp. Có hai túi ngực ở bên trong nhé. Hai túi phụ ở bên trong. Màu sáng màu rất là trẻ trung luôn ạ. Thân sau thì sẽ là xẻ vạt hai bên như thế này đấy các chú ơi. Độ mới cực kỳ cao nhá. Mới 97-98%. Mọi người quan sát form dáng cực kỳ đẹp luôn. Màu này thì các chú mình mặc lên thì cũng rất là trẻ trung. Vai 45, bụng 50 và dài 72.
giá 300 ngàn này, cái chú mình vừa form size này thì đừng bỏ lỡ em này nhá. Cực kỳ đẹp, cái chú mình mặc đi làm môi trường công sở này, quá là lịch sự đúng không ạ? Tiếp theo em lên mã A71, vai 43 bụng 49 và dài 76. Vai 43 bụng 49 và dài 76. Một em vest màu xanh đen và được phối kẻ sọc nhá các chú. Được phối kẻ sọc ạ. Em này hiệu của nhà Dunhill này, hiệu Dunhill. Phần lót của nó sẽ được dập cái logo hiệu đây các chú. Đó. Một thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật này và vô cùng đắt đỏ luôn. Nó sẽ thiết kế 3 cúc cài nhá, 3 cúc cài. Ngoài hai cái túi hai bên và nó sẽ thêm một cái túi phụ nhỏ này nữa các chú ạ. Thân sau đây ạ, thân sau thì sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên các chú nhá. Em này thì cũng sẽ là em áo nót em áo vest một lớp, phần nót của nó sẽ thiết kế nửa lưng thôi các chú ạ. Một thương hiệu vô cùng nổi tiếng và đắt đỏ đây. Chất của nó thì siêu đẹp rồi ấy, form dáng màu sắc cũng cực kỳ đẹp. Đây ạ. Vai 43 bụng 49 và dài 76 nhá. Giá 300 ngàn cho một em áo vest hàng hiệu vô cùng đẹp và xịn sò như thế này các chú ơi. Mã tiếp theo lên mã A72, vai 50 bụng 60 và dài 74. Vai 50 bụng 60 và dài 74. Một em vest màu xanh than và được phối kẻ sọc đỏ đấy các chú. Em này sẽ thiết kế 3 cúc cài này, thiết kế 3 cúc cài nhá. Lót ở bên trong sẽ là lót nửa lưng ạ. Lớp lót lụa bên trong chỉ thiết kế nửa lưng thôi. Nó có hai túi ngực ở bên trong nhá. Thân sau của em này đây. Thân sau thì nó sẽ xẻ vạt ở giữa. Đó, cái phần xẻ vạt của nó cũng rất là đẹp đấy. Em này form size to nhá các chú. Form size to. Vai 50, bụng 60 và dài 75. Cầm cái áo chắc nịch luôn. Màu sắc này, nó rất là đẹp luôn đây ạ. Và màu này cái chú mình mặc lên cũng cực kỳ trẻ trung và lịch sự đấy ạ. Độ mới cực kỳ cao cho em nhé. Độ mới 95-97%. Giá chỉ có 300 ngàn thôi các chú ơi. Vai 50, bụng 60 và dài 75. Mã A73, vai 46, bụng 49 và dài 71. Vai 46, bụng 49 và dài 71. Một em áo vest màu đen nhá. Em này là em áo vest một lớp. Rất là mềm mại, nhẹ nhàng. Cái chú mình mặc quanh năm cũng rất là ok nhá. Em này thì sẽ thiết kế hai cúc cài này các chú này. Cái hai cúc cài lót thì sẽ thiết kế đến nửa lưng thôi ạ. Bên trong thì cũng sẽ có túi phụ bên trong này. Hai bên hai túi phụ bên trong. Thân sau của em nó đây. Thân sau thì sẽ là xẻ vạt hai bên. Độ mới cực kỳ cao cho em. Để em zoom cận chất cái chú mình quan sát bề mặt vải nhá. Rất là ok luôn. Form dáng cũng cực kỳ đẹp, trẻ trung các chú ạ. Nó là em áo vest một lớp, cực kỳ mềm mại luôn. Vai 46, bụng 49 và dài 71 nhá. Độ mới 95-97% ạ. Mã A74. Vai 44, bụng 50 và dài 71. Vai 44, bụng 50 và dài 71. Một em áo vest chất dạ nhá các chú nhá. Chất dạ ép này. Khá là dày dặn. Cái chúng mình mặc mùa đông thì cũng cực kỳ ấm áp rồi. Em này thì cái chú mình dành cho các chú mình ở miền Trung, miền Bắc thôi. Cái chú mình mặc ở miền Nam mặc cái chất này thì em sợ nóng. Chất dạ ép cực kỳ xịn sò luôn cái chú ạ. Nó sẽ là em áo vest dạ một lớp nhá. Phía lót bên trong sẽ thiết kế nửa lưng thôi ạ. Thiết kế hai cúc cài này. Thân sau của em nó thì sẽ là xẻ vạt ở giữa. Độ mới cực kỳ cao. Một em áo vest dạ xịn sò như thế này. Giá chỉ có 300 ngàn nhá. Màu sắc cũng vô cùng đẹp. Màu đen và pha muối tiêu như này đấy ạ. Rất là trẻ trung khi mặc em này luôn đấy. Độ mới cực kỳ cao nhá. Form dáng chuẩn chỉnh cực kỳ đấy các chú này. Quá là chỉnh chu luôn đấy. Cái phần đệm cầu vai cũng rất là mềm mại. Vai 44, bụng 50 và dài 74 nhá. Giá chỉ có 300 ngàn thôi. Mình vừa form size này thì đừng bỏ lỡ ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Mã A75, vai 48, bụng 52 và dài 80. Vai 48, bụng 52 và dài 80. Một em vest màu đen và được phối kẻ ô nhá các chú nhá. Em này nó giống kiểu màu nâu cà phê ấy. Nâu cà phê ấy, các chú ạ. Form size to nhá. Có thiết kế hai cúc cài đấy ạ. Nó mới là màu nâu đen đấy các chú ạ. Không phải là màu đen hẳn nhá. Rất là phù hợp với chú mình trung tuổi. Cái chú mình đứng tuổi ấy, từ 55-60 tuổi trở lên. Thế chú mình mặc em này cực kỳ phù hợp, nhã nhặn. Thân sau thì sẽ thiết kế
xẻ vạt ở giữa các chú ạ. Một em áo vest hai lớp nhé, full nót lụa bên trong. Những cái phần nót này nó toàn khâu tay thôi, cực kỳ tỉ mỉ và công phu luôn đấy các chú ơi. Đó, đường kim mũi chỉ này cực kỳ chỉnh chu. Bên trong thì sẽ thiết kế rất là nhiều túi phụ ạ. Túi thì cực kỳ sâu, các chú mình đựng đồ rất là yên tâm nhé. Nó là em áo vest hai lớp nhưng mà rất là mềm mại. Em này các chú mình có thể khoác quanh năm suốt tháng cũng rất là ok ạ. Vai 48, bụng 52 và dài 80 nhé. Mã A76, vai 43, bụng 47 và dài 66. Vai 43, bụng 47 và dài 66. Một em áo vest dạ các chú ạ. Một em áo vest dạ. Màu sắc của nó đây ạ. Và nó sẽ là cái chất dạ này. Màu sắc rất là đẹp luôn. Nó là em áo dạ một lớp nhá. Lót bên trong thiết kế nửa lưng thôi ạ. Bên trong cũng có những cái túi phụ này. Túi phụ cực kỳ sâu luôn. Nó thiết kế hai cúc cài nhá. Đây, cái phần vạt này, vạt lượn rất là đẹp luôn. Thân sau của nó thì sẽ thiết kế xẻ vạt ở giữa ạ. Độ mới cực kỳ cao nhá. Chất dạ này các chú mình mặc mùa đông cũng rất là ấm áp này. Mùa đông các chú mình chỉ cần mặc một em sơ mi bên trong nữa thôi và mặc em vest dạ này thì cũng rất là ấm áp rồi ạ. Màu sắc rất là đẹp, trẻ trung. Form dáng cũng cực kỳ đứng form, chỉnh chu, chỉnh chuẩn chỉnh đấy các chú. Đó. Vai 43, bụng 47 và dài 66 nhé. Mã A77. Vai 44, bụng 48 và dài 74. Vai 44, bụng 48 và dài 74 các chú ạ. Một em áo vest phối kẻ ô nhé. Nó sẽ phối cái màu xanh và màu đen này. Màu đen phối cái màu xanh lá đậm ấy. Em này thì quá là đẹp này. Có hai cúc. Cúc sẽ thiết kế cúc đồng như này ạ. Như kiểu mạ vàng ấy các chú. Và có một túi vuông ở bên trên này. Phần túi này cực kỳ đẹp luôn. Túi giống kiểu cái túi hộp ấy, túi nổi ấy. Cực kỳ đẹp luôn các chú ạ. Màu sắc quá là sang và lịch sự luôn. Đó là em áo vest. Áo vest một lớp, lót sẽ thiết kế nửa lưng thôi. Thân sau của nó đây ạ. Thân sau cái phần xẻ vạt của nó quá là đẹp này các chú. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt ở giữa nhá. Từng đường kim mũi chỉ cực kỳ chỉnh chu, độ mới cực kỳ cao nhá. Mới 97-98% cho em. Màu sắc này thì quá là đẹp rồi ạ. Quá là đẹp và trẻ trung các chú ơi. Em áo vest một lớp, cầu vai rất là mềm mại này. Không hề bị cứng nhắc thô kệch gì đâu. Phần tay cũng sẽ thiết kế hai cúc đồng phụ trang trí này nữa ạ. Vai 44, bụng 48 và dài 74. Đó, mình vừa form size này thì mình bỏ lỡ em này nhá. Em này quá đẹp và trẻ trung ấy các chú ạ. Giá chỉ có 300 ngàn thôi. Tiếp theo lên mã A78. Vai 44, bụng 47 và dài 70. Vai 44, bụng 47 và dài 70. Một em vest màu xanh lam. Màu xanh lam được phối kẻ sọc nhé các chú nhá. Em này cũng là em áo vest một lớp. Lớp lót bên trong thiết kế lót nựng như thế này ạ. Có hai cúc cài này. Thân sau của nó đây. Thân sau sẽ là xẻ vạt ở giữa các chú. Là một em áo vest một lớp nhá. Và các chú mình mặc những em một lớp này thì có thể mặc quanh năm suốt tháng luôn. Rất là tiện ích luôn đúng không ạ? Cực kỳ lịch sự và sang khi mình mặc đi đám cưới, đi dự tiệc này. Hoặc đi làm môi trường công sở. Giá chỉ có 300 ngàn. Độ mới cực kỳ cao cho em nhé. Các chú mình cứ yên tâm nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Vai 44, bụng 47 và dài 70. Màu xanh sáng, rất là trẻ trung. Mã A79. Vai 44, bụng 46 và dài 69. Vai 44, bụng 46 và dài 79. Một em áo vest dạ các chú ạ. Chất khá là dày dặn. Em cầm cái áo chắc nịch luôn ạ. Với cái tông màu be nhá các chú nhá. Tông màu be rất là trẻ trung. Nó cũng sẽ thiết kế lót nửa lưng thôi ạ. Cái phần viền thì được phối cái màu nâu này các chú này. Túi sẽ thiết kế túi nổi nhá. Chất dạ ép rất là xịn sò luôn. Rất là xịn sò, dày dặn. Em này các chú mình mặc mùa đông thì vô cùng ấm áp rồi. Thân sau của nó đây sẽ là xẻ vạt ở giữa nhá. Cầm cái áo chắc nịch luôn các chú ơi. Màu sắc này, trẻ trung vô cùng. Độ mới cao cho em nhé. Vai 44, bụng 46 và dài 69 ạ. Mã A80.
Vai 44, bụng 50 và dài 72. Vai 44, bụng 50 và dài 72. Một em áo vest phối kẻ ô. Ui, tông màu nó phối với nhau cũng quá là sang và lịch sự này các chú ơi. Em này sẽ là áo vest một lớp nhé. Lót bên trong sẽ thiết kế nửa lưng thôi. Có 3 cúc cài. Cúc cũng rất là đẹp luôn này các chú này. Có được dập cái logo hiệu. Phần túi sẽ thiết kế túi nổi nhá. Thiết kế túi nổi này thì rất trẻ trung rồi. Nó kiểu thiết kế phá cách đi ạ. Thân sau của em này thì sẽ thiết kế xẻ vạt ở giữa. Chất khá là dày dặn nhá. Chất dạ khá là dày dặn luôn. Màu sắc thì cực kỳ đẹp rồi. Phần cổ của em này cũng rất là đẹp này các chú này. Vai 44, bụng 50 và dài 72. Mặc em này quá là trẻ trung, lịch sự. Mình vừa form size này thì đừng bỏ lỡ nhá. Cực kỳ đẹp, độ mới rất là cao nhá. Mới 97-98% cho em ạ. Em lên mã A81. Vai 45, bụng 52 và dài 73. Vai 45, bụng 52 và dài 73. Em áo vest màu đen một lớp đấy chú ơi. Em áo vest một lớp, phần nót nó sẽ thiết kế nót lửng như thế này thôi ạ. Toàn bộ cái đường viền cổ đều được thêu tay nhá. Cực kỳ đẹp luôn, lót bên trong cũng thế ạ. Lót bên trong cũng được thêu tay đây này. Quá là tỉ mỉ luôn các anh chú ơi. Những em hàng hiệu thì nó phải làm công phu tỉ mỉ như thế đấy ạ. Bên trong cũng sẽ có túi phụ bên trong. Nó có thiết kế hai cúc nhá, thiết kế hai cúc. Kể cả cái phần viền nắp túi này cũng sẽ được khâu tay đấy ạ. Toàn bộ xung quanh viền áo đều thiết kế khâu tay, cực kỳ chỉnh chu tỉ mỉ luôn. Nó là em áo vest một lớp nhá. Nó sẽ thẻ xẻ vạt ở giữa như thế này ạ. Màu đen, chất rất là mềm mại luôn. Cổ vai cũng rất là nhẹ nhàng đấy chú này. Em này thì các chú mình mặc quanh năm. Các chú ở trong Nam ấy, mặc quanh năm suốt tháng đều rất là ok và lịch sự đây ạ. Độ mới cực kỳ cao cho em nhá. Mới 95-97%. Trước em có lên 2 video rồi, các khách hàng của em nhận đều phản hồi đều rất là ok luôn. Áo đẹp, giá thì rất là rẻ. Mã A82, vai 45, bụng 51 và dài 71. Vai 45, bụng 51 và dài 71. Một em áo vest dạ phối kẻ ô đấy các chú ơi. Em này thì phần cổ nó sẽ thiết kế cổ suông như thế này đấy các chú. Cổ suông kiểu phong cách trẻ trung ấy ạ. Và em áo vest dạ hai lớp nhá. Bên trong sẽ là full lót. Còn chất dạ của nó thì rất là xịn sò luôn. Chất dạ ép này, cực kỳ xịn sò, mềm mại và dày dặn nhá. Các chú mình mặc mùa đông thì cũng rất là ấm áp này. Và nó sẽ là em áo vest cổ suông như thế này. Thì bên trong các chú mình có thể phối với áo polo, cổ bẻ hoặc là áo sơ mi cũng rất là đẹp các chú nhá. Cúc thì sẽ thiết kế 4 cúc như thế này, 2 cúc cài và 2 cúc trang trí nhá. Túi này, túi sẽ không có nắp túi các chú ạ. Túi sẽ không thiết kế nắp túi nhá. Thân sau của nó đây. Thân sau thì không thiết kế xẻ vạt đâu các chú. Nó là cái em dạ dáng dài á, em áo vest dáng dài ấy. Mặc lên phong cách trẻ trung cá tính ạ. Màu sắc cũng cực kỳ đẹp này các chú ơi. Độ mới cực kỳ cao cho em nhé. Mới 95-97%. Vai 44, bụng 51 và dài. Em xin lỗi, vai 45, bụng 51 và dài 71 ạ. Giá chỉ có 300 ngàn thôi. Độ mới cực kỳ cao. Mã A83. Vai 46, bụng 52 và dài 76. Vai 46, bụng 52 và dài 76. Một em áo vest màu đen. Em này thì sẽ là full lót bên trong nhá. Toàn bộ bên trong thì full lót lụa đấy ạ. Lót rất là mềm mại luôn. Thiết kế 3 cúc cài này. Đó, thiết kế 3 cúc cài nha các chú nhá. Em này form dáng thì dành cho chú mình trung tuổi. Thân sau của nó đấy ạ, không có xẻ tà. Có hai cái cúc trang trí và có cái đường may trang trí như thế này ạ. Form dáng rất là đứng form và dành cho chú mình trung tuổi. Các chú mình từ trên 60 tuổi trở đi. Trên 60 tuổi trở đi mặc em này cho em cũng rất là lịch sự. Này, em áo gió, em áo vest hai lớp cực kỳ dày dặn mềm mại nhá. Cái chúng mình mặc cực rất là ấm áp đây ạ. Vai 46, bụng 52 và dài 76. Giá chỉ có 300 ngàn. Em này cũng thuộc form size to đấy ạ. Mã A84. Vai 45, bụng 55 và dài 75. Vai 45, bụng 55 và dài 75. Một em áo vest dạ nhá. Màu vest dạ phối màu đây các chú này, với màu đen, màu ghi và màu xanh ạ. Chất dạ khá là dày dặn nhá. Lót bên trong sẽ thiết kế nửa lưng thôi ạ. Em này thì sẽ thiết kế hai cúc cài.
Phần vạt gấu thì thiết kế lượn này, rất là lịch sự luôn. Thân sau của nó đây, thân sau thì sẽ là xẻ vạt ở giữa. Màu này quá là đẹp. Đây em zoom cận chất cho chúng mình quan sát màu sắc này, chất liệu của nó rất là ok, độ mới cực kỳ cao nhá. Chất dày dặn, chất dạ dày dặn, cái chúng mình mặc mùa đông cực kỳ ấm áp rồi ạ. Màu sắc này cũng rất là trẻ trung. Vai 45, bụng 55 và dài 75. Cầm cái áo vest chắc nịch ấy chú ạ. Cái chúng mình mặc mùa đông thì quá là ấm áp rồi ạ. Mà rất là lịch sự nữa. Mùa đông mình chỉ cần khoác một em áo sơ mi bên trong và khoác em này nữa cũng rất là ấm áp nữa. Tiếp theo lên mã A85. Vai 44, bụng 51 và dài 73. Vai 44, bụng 51 và dài 73. Còn em áo vest màu xanh than và được phối kẻ sọc nha các chú. Em này là em áo vest một lớp. Phần lót bên trong thì sẽ thiết kế nửa lưng thôi ạ. Lót lụa này, được phối hoa này. Rất là đẹp luôn. Nó là em màu xanh lam được phối kẻ sọc nhá. Có thiết kế hai cúc cài các chú ơi. Thân sau của em này thì sẽ xẻ vạt ở giữa nhá. Độ mới cực kỳ cao. Một em áo vest một lớp, chất rất là mềm mại, nhẹ nhàng. Ở một lớp này thì các chú mình có thể mặc quanh năm suốt tháng luôn, rất là tiện ích nhá. Màu sắc cực kỳ sang và lịch sự. Độ mới cực kỳ cao cho em nhá. Vai 44, bụng 51 và dài 73. Mã A86. Vai 46, bụng 50 và dài 69. Vai 46, bụng 50 và dài 69 ạ. Một em áo vét dạ màu xanh than và được phối kẽ sọc đấy chú ạ. Em này là em áo vét một lớp nhá, lót bên trong thiết kế lượng người thôi ạ. Có hai cúc cài, rất là đứng form và lịch sự chỉnh chu đấy các chú này. Phần tay thì sẽ có bốn cúc, thiết kế bốn cúc trang trí này đây ạ. Thân sau của em nó thì sẽ là xẻ vạt hai bên, độ mới cực kỳ cao cho em nhá. Để các chú mình khoác em áo vét này lên, quá là lịch sự luôn ạ. Rất là đứng form và lịch sự nhá. Cầu vai này cực kỳ mềm mại, nhẹ nhàng. Vai 46, bụng 50 và dài 69 ạ. Màu sắc cũng rất là ok đúng không ạ? Mã A87. Vai 45, bụng 52 và dài 75. Vai 45, bụng 52 và dài 75. Một em áo vest phối kẻ ô này các chú ơi. Em này thì sẽ là full lót ở bên trong nhá. Còn em áo vest hai lớp bên trong, lót full lót ở bên trong. Bên trong cũng sẽ thiết kế túi túi phụ ở bên trong đấy ạ. Thiết kế hai cúc cài nhá, thiết kế hai cúc cài. Vạt lượn này. Kẻ ô cực kỳ đẹp và trẻ trung luôn ạ. Độ mới cực kỳ cao cho em nhé. Thân sau thì sẽ thiết kế đó, xẻ vạt hai bên. Không khác gì một em áo mới luôn ấy. Form dáng thì cực kỳ chỉnh chu, lịch sự đứng form, không quá cứng nhắc nhá. Cầu vai này rất là mềm mại luôn. Vai 46, bụng 52 và dài 75. Giá chỉ có 300 ngàn một em hàng hiệu của Nhật. Quá là đẹp như thế này. Thì các chú mình vừa form size này thì chốt đi nhá. Quá là rẻ rồi ạ. Tiếp theo lên mã A88. Vai 44, bụng 50 và dài 71. Vai 44, bụng 50 và dài 71. Một em áo vest màu ghi đó chú nhá. Màu ghi sáng. Em áo vest một lớp ạ. Lót sẽ thiết kế nửa lưng. Em này toàn bộ viền cổ cũng sẽ được khâu tay này các chú này. Có thiết kế hai cúc ạ. Thiết kế hai cúc nhá. Thân sau thì sẽ là xẻ vạt hai bên. Tông màu sáng. Tông màu sáng thì cực kỳ trẻ trung. Độ mới cao cho em nhé. Độ mới những em này toàn rơi đến trên 95% thôi. Các chú mình cứ yên tâm ạ. Mình chỉ chọn là màu sắc và form size đúng với bằng vừa với form size của mình ấy. Thì mình chốt nha anh chú. Vai 44, bụng 50 và dài 71. Màu sắc cực kỳ đẹp và trẻ trung. Mã A89. Vai 47, bụng 49 và dài 73. Vai 47, bụng 49 và dài 73. Một em áo vest với tông màu ghi xám nhé các chú. Em này là em áo vest một lớp. Lót bên trong sẽ thiết kế lửa thôi ạ. Nó cũng sẽ có túi phụ và có cúc phụ ở bên trong nhé các chú. Thiết kế hai cúc cài này. Đó, vạt sẽ là vạt lượn. Màu sắc cực kỳ đẹp và trẻ trung. Độ mới rất là cao cho em ạ. Thân sau sẽ thiết kế sẽ vạt ở giữa. Tông màu của nó quá là đẹp. Chất liệu cũng rất là ok. Form dáng chuẩn chỉnh. Đây, cầu vai mềm mại.
Đây, form dáng rất là đứng form chuẩn chỉnh đúng không ạ? Và giá chỉ có 300 ngàn. Tiếp theo lên mã A90. Vai 46, bụng 50 và dài 78. Vai 46, bụng 50 và dài 78. Một em áo vest dạ màu đen và được phối kẽ sọc nhé. Em này là em áo vest hai lớp, bên trong sẽ là full lót nhé các chú. Bên trong full lót. Có túi phụ bên trong. Nó thiết kế 3 cúc cài nhá. Nó thiết kế 3 cúc cài này. Thân sau thì sẽ là xẻ vạt hai bên. Em này cũng form size khá là to đấy. Cầu vai của nó cũng rất là mềm mại nhá. Nó là em áo vest hai lớp nhưng mà rất là mềm mại luôn. Form dáng chỉnh chu cực kỳ, độ mới cực kỳ cao, mới 97-98% các anh chú ơi. Khối kẽ sọc cũng rất là sang và lịch sự đấy ạ. Vai 46, bụng 50 và dài 78. Em lên mã A91. Vai 50, bụng 55 và dài 76. Vai 50, bụng 55 và dài 76. Một em áo vest chất sẽ là chất da lộn nhé các chú nhá. Chất da lộn với cái tông màu be này. Màu sắc rất là đẹp và trẻ trung luôn ạ. Chất da lộn rất là mềm mại luôn các chú ơi. Một em áo da mà nó lại mềm, cực kỳ mềm như thế này ạ. Mềm như bún luôn các chú ơi. Em này thì sẽ thiết kế hai cúc cài này. Phần túi thì sẽ là túi nổi nhá. Túi nổi rất là trẻ trung. Bên trên này thì sẽ có một cái túi phụ nữa, túi nhỏ và có khóa kéo nữa ạ. Độ mới cực kỳ cao cho em nhé. Bên trong thì sẽ thiết kế là full lót bên trong. Mặc mùa đông em này cũng quá là ấm áp rồi ạ. Có thiết kế những cái túi phụ bên trong này, túi cũng sẽ có khóa kéo nhé các chú nhé. Đường may lót đều là cái đường khâu tay. Đây, từng đường kim mũi chỉ cực kỳ chỉnh chu đều đặn luôn các chú ơi. Độ mới cực kỳ cao nhé. Thân sau của nó thì sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên như thế này ạ. Độ mới cực kỳ cao, màu sắc thì vô cùng trẻ trung. Chất da lộn thì lại rất là mềm mại nữa ạ. Vai 50, bụng 54 và dài 76. Giá 500 ngàn các chú nhé. Giá 500 ngàn cho em ạ. Đây, toàn bộ cái phần viền cổ này cũng sẽ được khâu tay nhé. Viền cổ, viền áo xung quanh, cả tủ cũng đều được khâu tay nhé. Cực kỳ chỉnh chu luôn, rất là công phu tỉ mỉ luôn ấy. Độ mới cực kỳ cao, màu sắc cũng vô cùng đẹp. Chất liệu thì quá là ok rồi ạ. Giá chỉ có 500 ngàn thôi các chú ơi. Mấy cái mã cuối này thì em sẽ bán 500 ngàn ạ. Em lên mã A92. Vai 44, bụng 48 và dài 74. Vai 44, bụng 48 và dài 74. Một em áo vest chất dạ này các chú ơi. Được vào phối kẻ sọc như thế này nhá. Rất là sang và lịch sự. Cần cổ của nó này. Cổ cực kỳ đẹp và trẻ trung luôn ạ. Nó là em áo vest dạ rất là dày dặn. Lót bên trong sẽ thiết kế nửa lưng thôi. Có hai cúc cài nhá. Túi cũng sẽ thiết kế túi nổi như thế này. Đó, cái phong cách trẻ trung ấy các chú. Phong cách phá cách trẻ trung ấy. Cách tân ấy ạ. Thân sau của nó thì sẽ là xẻ vạt ở giữa. Chất dạ rất là đẹp, màu sắc cũng cực kỳ trẻ trung. Các chú mình mặc những em này thì bao sang bao lịch sự rồi ạ. Mùa đông các chú mình mặc em này, bên trong chỉ cần mặc một em áo sơ mi nữa thôi là cũng đủ ấm và lịch sự rồi ạ. Vai 44, bụng 48 và dài 74 nhá. Giá 500 ngàn thôi. Một em áo vest xịn sò, em cầm chắc nịch tay luôn các chú ạ. Độ mới cực kỳ cao cho em nhá. Tiếp theo lên mã A93. Vai 48, bụng 50 và dài 71. Vai 48, bụng 50 và dài 71. Một em áo vest dạ. Một em áo vest dạ màu sắc quá là đẹp luôn này các chú ơi. Màu đen phối với màu ghi như thế này nhá. Nó chất dạ, dạ ép ấy, cực kỳ xịn sò luôn. Độ mới cực kỳ cao, em thấy không khác gì một em áo mới ấy. Cái cổ của nó này rất là đứng là lịch sự. Có hai túi nhá. À, em xin lỗi, có hai cúc nhá. Có hai cúc cài. Thân sau của nó thì sẽ xẻ vạt ở hai bên như thế này đấy ạ. Các chú mình mặc em này từ độ tuổi trên 40 tuổi trở lên ấy cũng rất là hợp, rất là đẹp và lịch sự luôn. Chất dạ thì cực kỳ mềm mại nhưng mà rất là ấm áp nhá. Nó cũng sẽ thiết kế full lót ở bên trong. Toàn bộ là lót lụa ở bên trong đấy ạ. Có túi phụ đi kèm bên trong nhá các chú. Túi cực kỳ sâu luôn, các chú mình đựng ví tiền hay đựng mấy chiếc điện thoại cũng ok luôn ạ. Màu sắc thì quá là đẹp, quá là sang và lịch sự luôn ạ. Thì còn trẻ trung nữa ấy. Độ mới cực kỳ cao cho em nhé. Đây, các chú mình khoác em này lên. Quá là đẹp và lịch sự rồi. Mà giá là 500 ngàn thôi các chú ạ. Vai 48, bụng 51 và dài 71 ạ.
chúng mình cứ yên tâm, tất cả sản phẩm này cũng đều được em tuyển chọn kỹ lưỡng rồi ấy. Và giá cả rất là hợp lý đấy ạ. Giá 500 ngàn nhé. Lên mã cuối cùng, mã A94, vai 50, bụng 58 và dài 75. Vai 50, bụng 58 và dài 75. Một em áo vest nhung nhé các chú nhé. Một em áo vest nhung màu đỏ này, cực kỳ trẻ trung, sang trọng và lịch sự. Chất nhung thì rất là ấm áp rồi ạ. Nó sẽ là full lót lụa bên trong các chú nhé. Full lót lụa bên trong. Bên trong cũng sẽ có những cái túi phụ ấy, có cúc cài này, có khóa cài đây này các chú này. Em này thì sẽ có hai cúc cài nhá. Đó. Vạt sẽ thiết kế vạt lượn như thế này ạ. Thân sau thì là sẽ vạt ở giữa. Chất nhung rất là mịn màng. Phần nhung của nó còn mới mượt cực kỳ luôn. Cầu vai cũng rất là mềm mại nhá. Tuy nhiên cái chú mình mặc thì vô cùng ấm áp rồi ạ. Mùa đông ấy mặc em này quá là ấm áp rồi, mặc chơi Tết thì cực kỳ lịch sự rồi các chú ơi. Đó. Màu đẹp trẻ trung. Vai 50, bụng 58 và dài 75. Giá 500 ngàn các chú nhá. Rất là xứng đáng đồng tiền luôn. Rất là rẻ luôn đấy các chú ạ. Giá chỉ có 500 ngàn một em áo vest ấm áp dày dặn, kiểu dáng đẹp, màu sắc đẹp, lịch sự như thế này ạ. Giá 500 ngàn. Mã cuối của em ngày hôm nay rồi ạ. À, như vậy là hôm nay em có lên mã áo vest toàn bộ là hiệu của Nhật, đồng giá 300 ngàn và có một số mã là 500 ngàn. Người theo dõi video có yêu thích sản phẩm nào thì nhanh tay liên hệ cho bên em để em được tư vấn và chốt đơn ạ. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của em ạ. Em kính chúc mọi người ngày mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Em xin chào và hẹn gặp lại.